Chào tất cả mọi người. Bây giờ thì mình 3 giờ 10 rồi. Giờ mình chạy ra ngoài quốc lộ 13 để mình lấy chim. Khi nào lấy chim về mình sẽ đăng lên cho mọi người cùng xem ha. Đây là mình lấy là một cặp lưỡi với lại một con chè than. Thì tí mình sẽ nói về tiểu sử của hai con này cho mọi người cùng nghe nha. Thì bây giờ thì mình đi đây. Bây giờ thì mình đã về. Giờ thì mình chuẩn bị đồ để mình sang chim ra. Thì mình sẽ nói tí nữa, giờ mình đi lấy lầm xíu mình sẽ nói cho mọi người cùng nghe. Mình còn có cám không chồng? Đâu? Có cám cho biết cho mấy con là tàu rộng lên. Đó. Đâu? Cho miếng rộng đi. Cái này hả? Hả? Ở đâu có đâu? Đi đâu? Giờ mình đã chuẩn bị xong, giờ thì mình vô chống nước đồ bắt đầu mình bắt chim ra. Tại mình giờ chỉ có một cặp lưỡi với lại một con than thôi. Chim này là do ông anh mình ở trên Đắk Nông đánh, thì anh đánh ở trong vùng bảo tồn, còn người đánh thì mình không phải nói được. Thì do cặp này là anh lựa cho mình, anh nuôi hơn một tuần rồi. Anh đi đánh cặp lưỡi này là anh đi đánh anh lựa trên gần 20 cặp, mà bình thường mùa này là anh ít khi nào anh đánh mái lắm, do cặp này là hai con này nó chưa sinh sản. Trong mùa này là hiện tại là mùa sinh sản nên là ảnh thường anh đi bắt thì anh sẽ lựa những con nào mà chưa có làm tổ anh mới bắt, còn những cặp nào đã có tổ rồi anh sẽ không bao giờ anh bắt, anh chờ để cho có con chuyện thì anh sẽ bắt chim chuyện thôi, thậm chí là chim bố mẹ lúc đó anh cũng không bắt nữa.
cho để bữa sau. Bây giờ thì mình sẽ bắt cặp lửa ra trước. Thì cặp lửa đuôi này thì nó không có dài lắm đâu, chỉ anh nói với mình thì chỉ 16, 17 thôi, còn máy thì chỉ 11, 12 à. Còn con hai thì anh lựa cho mình con hai khủng. Trong vòng tông 14 con anh lựa cho mình được có một con mà. Wow. Chim rất là mập nha mọi người. Đây. Đuôi bị gãy rồi. Đây, mình đã bỏ vô tâm lọc. Mình thả tiếp con máy vào nữa thôi. Con máy thì con máy rất là bự con nha anh em. Cái này mà ghép đẻ thì đẹp luôn. Thì chim mới dậy thì anh em lúc nào cũng phải để đồ ăn và nước lúc nào cũng phải dư để mình tránh tiếp xúc với chim nhiều. Chim thì mình để là lúc nào cũng phải tầm lại, tầm kính lại để cho nó, tại vì chim bổi á thì bản năng của nó thấy người nó sẽ rất là nhát, cho nên là giờ như thế này là mình sẽ trùm lồng kính lại, thì mình sẽ để đó 2 ngày mình sẽ cho ăn một lần. Nhưng mà anh em cũng phải thăm chừng thử coi nó. Nếu mà bỏ cặp vô cặp riêng như thế này á thì anh em phải thăm chừng con trống nó có đáng con máy hay không. Thì riêng ấu lồng á thì anh em che như mình vậy, che hở gân khúc thôi. Đừng đây, đây là nơi để mình nhìn ra nhìn vô. Thì mình ở trên này thì mình là che kính hết, chỉ riêng phần dưới này thì mình hé ra để mình đi qua đi lại mình có quan sát. Rồi xong, giờ thì mình tiếp tục mình ra con hang. Con hang này thì mình không còn áo lồng của cái lồng này nữa. Hồi bữa đó mình bán cái kia thì mình cho anh luôn cái áo lồng cho anh kia rồi. Giờ không còn. Thì ráng bỏ đỡ vô đây rồi xong rồi mình trùm lại. Nhưng mà hang thì mình cũng phải trùm kín lại. Riêng con hang này thì anh đó anh đã nuôi hơn một tuần luôn. Anh cũng nói là nó cũng hơi dạng lắm rồi. Được cái nó bự con, mình không biết nó có bự con hay không thôi. Dạ thì chờ bắt ra mới biết nó bự hay là nhỏ. Bình thường á những hàng này á là mấy anh tuyển xong á thì mình bán bổ cho những anh em khác chơi á, là tầm khoảng 450-500 ngàn một con. Con hàng này than á, vì sao mà mọi người thấy có những anh em bán than bổi 300-400, nhưng mà có những người lại nghe những anh em nói bán sầu 500-600 mà lại mắc như vậy. Tùy theo chim nha mọi người. Như ví dụ như con này thì anh bán mình tới giá là chắc mình không phải nói được, mà
Những con tể như thế này là anh sẽ bán từ 400 ngàn đến 600 ngàn là tùy theo khách nha. Ví dụ với lại cái thái độ mà lúc mà anh bắt là anh đã biết con chim nó chơi như thế nào rồi. Thì giờ mình sẽ bắt con chim ra cho mọi người xem ha. Đây, rất là bự con mọi người ơi. Cầm hết vừa nắm tay luôn. Chân đang mung luôn. Móng đầy đủ. Thì con này thì anh nói là lúc mà anh bẫy á thì nó chơi xè rất là cứng. Thì giờ thì mình sẽ nuôi một thời gian mình xem nó như thế nào, có xè cứng hay không. Nhưng mà chắc là chắc nó sẽ xè tại vì ảnh bán cho chim cho mình từ nào giờ rồi. Cho nên là ảnh báo chim như vậy là sẽ đúng như vậy. Với lại than thì có nhiều dòng lắm, có con lớn, con nhỏ. Nhưng mà riêng con này thì nó quá bự. Còn anh em nào mà cần mình đặt á, thì mình sẽ đặt. Và đến như anh em nào mà cần lấy á, thì đến nhà mình xem và bắt được tiếp. Hay á, thì có thể là mình chuyển ship đi những nơi nào mà có xe tới thì mình sẽ ship. Rồi nha, cậu đẹp không? Nhảy xè luôn nha mọi người, đó. Thôi, mình xin kết thúc clip ở đây. Nếu mà anh em nào mà cần chim gì thì cứ nhắn tin hay comment dưới đó cho mình. Thì mình sẽ khi nào có chim thì mình sẽ báo. Hoặc là anh em có thể đến nhà mình, thì nhà mình gần khu du lịch Đại Nam, cứ tới thì cứ gọi điện thoại cho mình thì mình sẽ ra. Nếu mọi người thấy hay thì xin mọi người cho mình một like và một lượt đăng ký. Chào tất cả mọi người.